Alo, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Để trở lại cái video đăng bán ngày hôm nay thì em xin gửi đến bà con cô bác cũng như là quý anh chị hình ảnh của một đôi bò cái Bosinter. Trước mắt cô chú anh chị và các bạn là hình ảnh của con bò Bosinter này, nó đang là khoảng tầm 14 tháng tuổi. Đầu trụi ha, dậu yếm nè. Đó, chân móng nè. Đó, rúng thì là rúng chèn. Con này đầu trụi nha, chân móng sò. Sái tích thì hoàn toàn nghiêm chỉnh nè. Con này lưng đôi dây đôi nè. Con này thì 14 tháng tuổi của chú anh chị của các bạn. Và kế bên có một con bò này tầm khoảng từ 10 tháng tuổi. Và cặp bò này bây giờ em xin báo giá trực tiếp cho bà con cô bác anh chị. Hai con bò này có giá là 38.500.000. 38.500.000 là giá chốt. Bà con cô bác anh chị nào có nhu cầu mua thì liên hệ ngay và liền với em, có thể mua được đôi bò này về nuôi phát triển kinh tế. Từ chân móng là móng sò, cùm trụ thì đứng thẳng, không áp xe, không xuống rúng xuống ruột gì hết. Bò ở đây là rúng chèn nha, chân móng trước. Để em quay cận cảnh cho cô chú chị bạn ta xem nè. Chân móng trước đây, chân móng sau cặp mình đó. Đó, cặp này có giá là 38.500.000. Ấy bà con cô bác anh chị là có nhu cầu mua thì liên hệ ngay và liền với em. Con này có giá là 18.500.000 nha. Còn con này có giá là 20.000.000 đó. Nếu như mà ai mua hết một cặp thì anh chủ nhà sẽ bớt hỗ trợ cho bà con cô bác anh chị 500.000 tiền xe đó, để chúng ta mua về chúng ta nhẹ bớt cái phần kinh phí vận chuyển ha. Cặp bò này giá 38.500.000, mà ai mua hết cặp thì bán bớt 500.000 là còn 38.000.000 chẳng đó. Con này khoảng 14 tháng nè. Con này chiều cao trên 1m3 rồi nha. Chân móng là móng sò. Đó, cầm trụ thì đứng thẳng, không áp xe, không xuống rúng xuống ruột gì hết. Rúng ở đây là rúng chèn cấp mình nè. Đây, con nè, đòn dài ha, thả đòn dài, lưng vai lực, rúng nè, rúng chèn luôn. Chân móng là móng sò ha. À, bà con cô bác anh chị chúng ta cảm thấy thích muốn mua thì liên hệ ngay và liền với em để có thể chốt được hai bò này. Giá của hai bò này có giá là 38.500.000. Con này có giá là 20.000.000 và con này có giá là 18.500.000. Nếu như mai mua hết một cặp thì anh chủ nhà sẽ bớt hỗ trợ cho bà con cô bác như quý anh chị 500.000 đó, để về chúng ta nhẹ bớt cái phần kinh phí vận chuyển nha. Đây, con này là thuộc về cái dòng mà Bosinter 14 tháng. Con này về mình nuôi vài tháng sau bắt đầu mình có khối tinh. Chân móng nè, cấp mình nè, thấy không? Đây, con này 20.000.000, con kia 18.500.000. Đó, bà con cô bác anh chị gần xa có nhu cầu mua thì liên hệ ngay và liền với em để có thể chốt được đôi bò này mua về nuôi phát triển kinh tế. Từ chân móng ở đây thì cô chú anh chị bạn có thể thấy không áp xe, không xuống rúng xuống ruột gì hết. Sái tích của con bò, hai con bò này là hoàn toàn nghiêm chỉnh nè. Khi mà giao đến thì cô chú anh chị bạn chúng ta sẽ được quyền kiểm tra trước khi thanh toán nha. Sẽ được quyền kiểm tra bò trước khi thanh toán, sẽ được quyền dẫn đi tới đi lui, kiểm tra xem chân móng của nó như thế nào, đi đứng có hoàn thiện hay không rồi mới thanh toán tiền, để cho bà con cô bác anh chị chúng ta yên tâm ha. Đó, bây giờ em sẽ lại gần nó và cập nhật về thông tin chiều cao để cho cô chú anh chị và bạn ta ngắm xem có phù hợp túi tiền với mình hay không. Đó, nếu mà cảm thấy vừa túi tiền với mình muốn mua thì liên hệ ngay và liền với em để có thể chốt được đôi bò này với giá là 38.000.000. Con này tại phía sau xương khu của nó là 1m35. Tại phía sau xương khu là 1m35 nha. Còn con đây là 1m2. Con bên đây phía sau xương khu của nó là khoảng 1m2 đó, chú anh chị các bạn. Thì cặp này giá với giá là 38.500.000, ai mua hết một cặp thì bớt 500.000, còn lại 38.000.000 tròn. Cô chú anh chị bạn ở gần xa có nhu cầu mua thì liên hệ ngay và liền với em ha. Rồi thì bây giờ em xin kết thúc cái video đây và hẹn gặp lại với cô chú anh chị và các bạn video kế tiếp. Thân ái kính chào.